đầu năm bận bịu quá, thêm một em Oview Classic cho chiếc Elantra Hyundai 2018. Ba anh em thi công chắc mất khoảng 3 tiếng đã căn chỉnh. Tại K-Cam 21A Lê Văn Lương. Đây là anh em đang thi công cam bên lái. Bốn mắt camera sẽ kết nối với mô tổng. Cộng với một cái thuật toán ghép hình thì sẽ cho cái hình ảnh xung quanh xe và từ trên cao rất là chính xác khi mà đi qua những cái chỗ chật hẹp, cống rãnh, cọc ngõ nhỏ, chợ búa. Đây là Elantra 2018 cho nên trước màn hình của nó là không có cái lệnh cái đường truyền AV in nên buộc phải dùng một cái can bớt chuyển đổi. Đây là cái cáp chuyển đổi của Hyundai và Kia giúp cho chiếc màn hình nó có cái AV in để đường vào của video cho camera 360. Những cái này thì là phải thêm tiền trong cái gói nâng cấp này. Bốn mắt camera phía trước. Đây là mắt camera phía trước, mắt camera hai bên gương và mắt camera sau, tất cả đều phải thi công luồn dây. Và đây là sau khi hoàn thiện này, camera xoay theo hướng đánh lái này. Đó. Hình ảnh nhìn thì nó chưa được chuẩn bởi vì là chưa qua quá trình căn chỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ đi căn chỉnh ghép hình. Oview Classic, hệ thống quan sát toàn cảnh, thương hiệu đã được đăng ký ở Cục Sở hữu trí tuệ. Và đây là hình ảnh sau khi hoàn thiện hệ thống quan sát toàn cảnh cho Elantra Hyundai đời 2018 trên chiếc màn zin theo xe. Xe này mà lắp 360 không cần phải thay màn và chỉ cần thêm một cục căn bớt của Hyundai Kia giá nó phải chăng. Đây là hình ảnh khi mà ta xi nhan phải, xi nhan trái, có bên trái là hình nhìn từ trên cao rất chính xác. Đây là màn camera lùi, khi mà đánh lái thì cái vạch lái nó sẽ quay theo như này, quay theo và cái góc của camera cũng quay theo luôn, rất là rộng. Ta sẽ rất là dễ dàng khi mà quay đầu hoặc là ghép đỗ xe trong không gian chật hẹp nhỏ, cái không gian như là cọc cống rãnh, chợ búa, cổng nhỏ thì được lái xe nó rất là dễ dàng hơn. Và đấy cũng là những cái tính năng ưu điểm đặc trưng của hệ thống quan sát toàn cảnh 360 độ view.